Hello, hello, chào mừng tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh học tập tiếng của trang Coder Tokyo. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn làm một bài thực hành mới và chuỗi thực hành về CSS nha các bạn. Thì nội dung của bài thực hành ngày hôm nay là gì? Mình sẽ tiếp tục làm một cái bài về Flexbox nha các bạn. Thì ở cái bài tạo cái thư viện ảnh bằng Flexbox lần trước ấy, thì mình thấy các bạn ủng hộ rất là nhiều và mình sẽ quyết định làm thêm một bài về Flexbox nữa. Thì ở những thì cái lần code lần này thì mình sẽ code nhanh nha các bạn. Thì ở những bạn nào mà chưa xem cái clip lần trước của mình đó thì các bạn lên trang YouTube này, các bạn search từ khóa tìm kiếm là Coder Tokyo, các bạn vào cái trang Coder Tokyo đúng chưa, các bạn nhấn vào playlist này, các bạn vào phần CSS in practice này các bạn. Đây các bạn có thể kiếm cái dưới ở đây có cái bài ở gallery image, các bạn vào đây. Thì ở đây mình đang có cái bài này là hướng dẫn tạo một cái thư viện hình ảnh bằng Flexbox, và ở cái bài này mình đã không khá đầy đủ rồi. Rồi thì tiếp tục thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái bài về, ở đây là một cái danh sách về cái team của mình nha các bạn, để show danh sách của cái team mình lên. Thì ở đây là mình sẽ có này, dùng Flexbox để mình dàn trang nha các bạn, thấy chưa, cứ mỗi một thẻ là sẽ tượng trưng cho một thành viên cho các bạn. Khi mình hover vô cái thẻ nào ấy thì cái thẻ nó sẽ bự lên và cái avatar sẽ tự động nó có cái hiệu ứng animation đúng chưa. Ngoài ra đây sẽ xuất hiện thêm những cái đường link và social này, để mình click vào để mình sẽ chạy tới cái đường link của cái trang cá nhân của họ như các bạn. Đấy, rất là đẹp đúng không? Và ở phía cuối này thì các bạn minh toàn là chỉ còn duy nhất một cái bạn này nằm ở lo phía cuối, thì tự động nó sẽ nở ra, nó nở các bạn minh toàn này bằng nguyên một hàng luôn nha các bạn. Đấy là cái lợi thế của Flexbox. Thì các bạn nào chưa hiểu thì có thể quay lên ở tìm clip ở trên đây nè, các bạn xem là các bạn sẽ hiểu ngay về cái cơ chế chạy của thằng Flexbox thôi. Rồi thì ở đây mình làm Flexbox là bắt buộc phải làm việc bằng sao rồi, nếu mà không việc bằng sao thì nó phí lắm. Rồi ở đây là chế độ desktop đúng như các bạn, là mỗi hàng sẽ có 4 thành viên với các bạn, và các bạn minh toàn cuối cùng này thì sẽ tự động nở ra và chiếm full node luôn. Bây giờ mình sẽ review bonsai trên chế độ iPad Pro nha. Thì các bạn có thể thấy này, mình đã review bonsai xuống cứ ba bạn là một hàng cho các bạn, và các bạn minh toàn và các bạn nhiên hoàng này sẽ tự động lấy hàng cuối cùng chia cho hai cho các bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ review bonsai cho chế độ iPad nha. Thì bây giờ chỉ còn lại là mỗi hàng chỉ là hai thôi nha, và mình sẽ review bonsai chế độ iPhone này, là chế độ điện thoại ấy. Thì bây giờ thì mỗi hàng của mình sẽ tượng trưng cho một thành viên đúng cho các bạn, thì có mỗi thẻ duy nhất này hết chưa, điểm các bạn, và code cực kỳ ngắn luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một code nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ mở trang codeben.io, mình code nha các bạn, mình sẽ create một new bin mới. Rồi ok chưa, thì để mình code cho cấu trúc code của mình giống như cái bài của mình đã làm đấy, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái source code của mình sẽ xem cái thẻ HTML mình sẽ trình bày như thế nào nha các bạn. Đây thì hiện tại mình đang có một cái thẻ logo này sẽ là chứa hình này đúng không các bạn, thì mình tạm thời mình sẽ không làm cái thẻ này nha, mình chỉ làm những cái ô phía dưới thôi, những cái ô có những cái thẻ thành viên như thế này thôi. Thì có phải là mình sẽ có một cái box một cái div tên là class là container, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các thẻ này đúng không các bạn, và mình sẽ có một cái div class là box, có nghĩa là từng cái thẻ này được chưa các bạn, một cái box tượng trưng cho mỗi thành viên này, mỗi thành viên là một box như các bạn. Rồi ở trong cái box này có gì đây, có phải là sẽ có cái avatar đúng chưa, thì mình sẽ có một cái div là class là avatar thì chứa một cái thẻ image, nó sẽ có tấm hình của người đó chứ các bạn. Sau đó là class là name cho các bạn, đây thì có tên này, và tiếp tục là cái title là mình cái này là gọi là gì đây, cái chức vụ đi, tạm thời gọi vậy cho nhanh nha. Và cái social này là cái div chứa những cái đường link, những cái thẻ này, những cái đường link để tới những cái trang social network của từng thành viên đúng như các bạn. Khi mình không hover thì nó không hiện lên, khi mình hover vô bắt đầu nó hiện lên cái exception này. Rồi như vậy là xong rồi, mình có bấy nhiêu thành viên thì mình cứ tương tự mình đỡ bấy nhiêu cái box lên như các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình có nha, ở đây mình chỉ có đầu tiên là cái chấm lịch container như các bạn, nó sẽ chứa tất cả các thẻ box này, ở trong đây thì có từng cái thẻ box này được chưa. Rồi trong thẻ box này đầu tiên mình chỉ có cái có thể là avatar đúng chưa, cái div tên là avatar. Bây giờ mình sẽ tắt cái việc này ra. Rồi trong cái thẻ avatar này thì mình sẽ chứa một cái thẻ image như các bạn. Rồi ở ngoài đây là mình sẽ có một cái div ngang hàng với div avatar, một cái div tên là div name đúng chưa, thì là chứa tên này, và một cái div tên là title được chưa các bạn, và tiếp một tới là một cái div tên là social. Rồi cái trong social này mình sẽ chứa ba, có phải là trong mỗi social này nó sẽ có một cái Facebook này, cái Twitter với lại cái link LinkedIn đúng không. Thì ở đây mình sẽ có một cái ba cái thẻ A đi, thì mỗi khi người dùng người ta click vào một cái thẻ A nào đó thì nó sẽ dẫn đường dẫn về cái trang social network của người ta đúng chưa các bạn. Rồi thì bây giờ mình muốn dùng những tấm hình như thế này á thì có bắt buộc mình phải lên một cái trang đó là qua nam xong các bạn. Rồi
Các bạn nhấn vào phần start này được chưa các bạn? Các bạn copy giùm mình cái đường link nha. Các bạn nhấn vào cái ô copy này, copy code được chưa? Rồi các bạn vào đây, các bạn lên trên HTML này, rồi các bạn khai báo cho mình nghe hết nha. Với những bạn nào mà code trên một cái file nào đó mà cái file có cấu trúc HTML thì các bạn lên cái phần head này, các bạn pass vào cho mình nha, và các bạn xóa cho mình cái đoạn từ đây tới đây đi, để lại các rep thôi chứ các bạn. Rồi mình để lại cái link thôi, đây mình nói là các bạn nhìn này, đấy cái head của mình cũng cái link nha. Rồi mình cắt ra này, thì cái này mình code cái container để các bạn xem này. Rồi thì bây giờ cái name đầu tiên là mình sẽ mượn là cái bóc thịnh sản nha. Thì ở đây mình sẽ ghi là thịnh sản được chưa các bạn. Chức vụ sẽ là CEO and là gì ta, folder đúng chưa. Rồi bây giờ tiếp tục giờ là gì đây, ở trên có tấm ảnh của anh Thịnh. Bây giờ mình sẽ lên trang Facebook mình kiếm anh Thịnh, tạm thời là mình sẽ mở đỡ anh Thịnh để mình làm cái bot này nha. Mong anh Thịnh mình cho phép mình được sử dụng hình ảnh cá nhân của anh. Ok, mình sẽ copy cái hình ảnh này, các bạn nhấn vào sao chép điện hình ảnh này, hoặc là các bạn nhấn vào lưu hình ảnh về một cái folder nào nữa là đó nè, được chưa. Và ở đây mình sẽ dùng sao chép hình ảnh, mình sẽ bắt thẳng vào trong cái trong cái suột này, có thể imagine được chưa. Rồi bây giờ mình sẽ nở ra đây, mình đã có tấm ảnh của anh Thịnh rồi, anh Thịnh rồi. Có vẻ rất là hạnh phúc luôn nè. Rồi tiếp tục mình sẽ đến là phần gì đây, phần làm social network đúng chưa. Rồi thì ở đây mình đang có ba tấm hình, là tấm hình Facebook, cái icon Facebook, cái icon Twitter và cái phần LinkedIn đúng chưa. Thì mình qua form xong này, mình nhấn search icon này, mình search lại đầu tiên là Facebook như các bạn, mình nhấn tìm kiếm. Rồi mình chọn đầu tiên nha, các bạn chọn nào tùy ý các bạn. Rồi ở đây mình sẽ click vào trong cái này, mình copy nó. Rồi ở đây mình sẽ bắt vào trong cái đầu tiên này. Tiếp tục mình sẽ kiếm hình ở Twitter chưa. Twitter đây, mình tìm kiếm nè. Rồi mình sẽ copy hình, copy con chim này nha. Rồi kể từ đó là họa mi không còn hot nữa đúng không các bạn. Ở đây mình sẽ bắt vào trong cái thẻ A thứ hai nha. Tiếp tục là mình sẽ kiếm đích thằng LinkedIn nha. Tìm kiếm. Đây mình sẽ lấy cái nào nhỉ? Thôi mình lấy cái này đi. Đây cần đầu tiên nha. Mặc dù bên kia mình đang dùng cái cần thứ hai, chứ giờ mình xuống mà xem này đấy. Thì hiện tại mình đang có ba cái những cái này được chưa? Ba cái cần được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp cho nó nha. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ mình sẽ xét trước, mình sẽ xét cho thằng nào? Cho thằng body nha. Thằng body nó sẽ có gì đây? Bây giờ cái thằng body của mình, qua đây mình xem này. Mình mở cái độ máy tính cho các bạn xem này. Bây giờ có phải là mình sẽ đưa những cái ô này vào chính giữa màn hình đúng chưa? Đúng chưa các bạn? Bây giờ tạm thời mình sẽ đưa những cái ô của mình, cái container mình vào chính giữa màn hình cái đã nha. Rồi được chưa? Mình sẽ tắt cái Facebook đi. Rồi ở đây mình sẽ có cái body. Bây giờ mình, bây giờ mình làm body trước thì không được. Làm body trước thì các bạn không thấy rõ. Bây giờ mình sẽ làm cái thằng container trước nha. Chấm container trước này. Body mình sẽ làm xong. Rồi cái thằng container là cái thằng bao bọc hết tất cả đúng không? Cái thằng bao bọc hết tất cả những cái thẻ này đúng không? Cái thằng chứa tất cả luôn ấy, như một cái nhà chứa đó. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ dùng, mình muốn phân ra được từng ô như thế này không, có phải mình dùng flashbox như các bạn, mình dùng flashbox. Thì ở đây mình có display bằng bây giờ mình làm cái flashbox này. Bây giờ mình sẽ làm cho cái thằng box trước này nha, rồi mình sẽ làm cái flashbox của cái thằng container, các bạn thấy rõ hơn. Rồi cái thằng box là nguyên ô này đúng không? Bây giờ đầu tiên mình sẽ làm gì đây? Khó nhỉ. Đầu tiên mình sẽ đưa cho cái ô này đúng không? Ô này bây giờ là sao nhỉ? Bây giờ mình sẽ cho nó một cái width đi. Bằng 4 chấm số thôi, được chưa các bạn? Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ làm cho từng thằng này. Bây giờ mình sẽ làm cho cái thằng thằng avatar nha. Thằng avatar, được chưa các bạn? Thằng avatar sẽ đây. Bây giờ thằng avatar này mình sẽ cho cái width của nó bằng 100% nha các bạn. Và tương tự thì mình sẽ có thằng avatar. Rồi thẻ img đúng không, image nằm cái thẻ image nằm trong cái class tên là avatar đúng chưa. Bây giờ mình sẽ có cái width của cái thẻ này các bạn 100% nha các bạn. Thử coi điều gì sẽ đấy, cái này nó nhỏ lại đúng chưa, nó nhỏ lại bằng 400 pixel này đúng chưa các bạn. Nhưng mà bây giờ không, mình không làm như vậy. Bây giờ mình sẽ cho cái mình sẽ set cố định luôn img này, mình sẽ cho nó một cái width sẽ bằng 100 pixel nha các bạn. Và cái height của nó sẽ bằng cái height của nó sẽ bằng 100 pixel nha. Ngoài ra thì cái gì nữa, cái border radius là trục tính bo tròn cho các bạn bằng 100% thì sẽ bo tròn tấm hình của hình ảnh, được chưa, được chưa. Rồi tiếp tục mình sẽ làm như đây. Bây giờ mình sẽ có cái box này, bây giờ mình xóa cái width bằng 400 số đi, mình sẽ cho nó một cái là background đi bằng màu red nha các bạn, bằng màu red này các bạn nhìn nè.
thấy được chưa? Bây giờ nó phải chiếm hết luôn đúng không? Bây giờ tạm thời mình cứ để nó như vậy cái đã. Thì các bạn bây giờ nó chiếm hết được, bây giờ mình sẽ làm tiếp tục cho cái thằng thôi bây giờ mình sẽ thành box này. Bây giờ mình muốn đưa cái thằng, bây giờ các bạn nhìn này, có phải là tấm ảnh này, cái tên này, chức vụ này và cái social nó nằm ở chính giữa đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đưa vào chính giữa box này. Rồi đưa vào chính giữa box thì mình tính vậy, display bằng flash, flash là nó sẽ dàn thành ngang đó các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy được cái tình trạng như thế này đúng chưa? Thì cái avatar của mình sẽ bỏ cái width bằng 100% đi. Tạm thời mình sẽ bỏ cái width bằng 100% đi nha. Đấy các bạn giờ thấy nó dính lại rồi. Rồi. Bây giờ mình muốn cho nó xếp theo hàng cột như bên đây đúng không? Có phải là nó nằm dọc nè. Thì bây giờ mình sẽ tính gì? À bữa mình có nói là flash direction. Mặc định của cái thằng flash direction của nó sẽ là row nha các bạn. Bây giờ mình muốn thằng cột là column được chưa? Thì các bạn nhìn nè, đấy thấy rồi, nó xuống một hàng hết chưa? Được chưa? Tiếp tục mình muốn đưa vào giữa thì sao, thì mình sẽ dùng tính là bây giờ có phải là cái justify content của thằng flash là nó canh theo hàng đúng không? Thì bây giờ vì cái flash direction này đổi thành column nên cái justify content sẽ canh theo cột. Bây giờ mình vào giữa hàng hay là align item đúng chưa, mình để là center được chưa các bạn. Đấy thì giờ nó vào chính giữa rồi nè, mặc dù các bạn thấy nó vào chính giữa hàng nhưng thực chất là bởi vì nó xoay ngược lại nên nó đang vào giữa cột đấy. Rồi tiếp tục thì ở đây mình có cần làm cái align center có justify container không? Thì thực chất là mình không cần nha các bạn. Rồi mình không cần. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ mình để đưa nó vào cái giữa rồi, bây giờ mình sẽ cho nó cách một khoảng đúng không? Bây giờ mình sẽ có padding bằng 30 pixel nhé. Thì các bạn cho nó cách vào nè, được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ có gì đây? Mình sẽ có padding bằng 30 pixel đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cái chữ nha các bạn, cái tên nha, mình sẽ làm cho cái tên nè là bây giờ mình sẽ có phải là chấm box rồi đến cái thằng là chấm name đúng chưa, tên này. Rồi vậy cái name của mình sẽ có gì đây? Đầu tiên mình sẽ cho nó một cái color cho cái màu màu đen đúng không, màu đen mình để là 000. Rồi tiếp tục mình sẽ cho nó một cái font size cho nó bự lên nha, font weight chứ đúng không các bạn, font weight mình sẽ cho nó lên là 500 đi. Hiện tại nó vẫn chưa lên, để mình xem thử coi. Box này xong đến cái name này color font weight, tại sao nó lại chưa lên nhỉ, để mình thử coi, để bold cho con nó lên đi nha. Ấy nó bold nó lên rồi nè, thực chất là nó lên rồi đó chứ không phải là chưa lên đâu. Rồi được chứ các bạn, ở cái name này là mình sẽ cho in đậm cái tên của thằng nha, và mình sẽ cho nó một cái line hay line hay của mình sẽ cho nó bằng 2 chấm mấy ta, 2 rem đi ha, 2 rem. Thì 1 rem thì ở cái bài các bạn có muốn biết rem là như thế này thì các bạn có thể search trên cái trang có tutorial ở những cái bài đầu tiên mình sẽ thấy đó là có về rem em và những cái giá trị của cái thằng pixel ấy, thì nó sẽ canh cái rem này sẽ canh theo mặc định của cái độ phân giải mặc định của chữ của cái thằng html nha. Ví dụ như chữ của nó hiện tại là 16 thì 2 rem sẽ nhân cho 2 lên có nghĩa là 32 đúng chưa các bạn. Thì thay vì mình ghi là 32 pixel thì ở đây mình ghi là các bạn không đổi đúng không, thì mình ghi là 2 rem được chưa các bạn. Rồi tạm thời là vậy cái đã. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái thằng nên đúng không, tiếp tục cái thằng phía dưới này thì mình sẽ có chấm box. Thằng phía dưới là gì, các bạn là chấm title đúng chưa. Rồi title dưới này mình có gì đây, mình sẽ có cái color cái màu nhạt hơn đúng chưa, color cái màu nhạt hơn thì tạm thời mình sẽ short mình cứ để background vậy đi. Cái màu nhạt hơn thì mình dùng RGBA 0.0.0 là màu đen và cái màu nhạt hơn thì là .4 đi. Đấy các bạn thấy không, cái màu nó nhẹ hơn này các bạn thấy không. Thì bây giờ mình không .4 mình .7 đi, .4 nó nhẹ quá. Rồi ok, .7 nó như thế này. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái font size nhỏ hơn. Font size nhỏ hơn thì bây giờ thay vì mình ghi là pixel thì mình ghi theo rem thôi nha các bạn, thì mình ghi là .7 rem. Được chưa các bạn, thì tầm đâu cỡ 10 mấy pixel ấy. Có vẻ nó nhỏ quá nhỉ. Rồi thì ở đây mình sẽ cho .8 rem đi, được chưa, cho nó to lên một tí. 7 thôi kệ nó, tùy ở các bạn thôi, các bạn thích nó như thế nào thì các bạn chỉnh thôi. Rồi ở đây mình để 7 lên nha, và tiếp tục mình sẽ cho nó cái line hay cho các bạn. Rồi cái line hay của mình là mình sẽ để cho nó là 1 rem đi cho các bạn. Rồi ok, mình để 1 rem thôi. Tiếp tục mình sẽ làm cho cái thằng bóc cho cái thẻ thằng này đây, social đúng chưa. Rồi ok, đầu tiên là cái thằng social. Bây giờ social mình sẽ làm gì đây? Đầu tiên là mình sẽ margin top nha, cho nó cách ở trên cái thằng share folder này, nó margin lên một đoạn bằng bao nhiêu ta. Bây giờ mình để bằng 0.8 rem đi, ok chưa, mình ước chừng nha.
Rồi, ok, chúng ta đây rồi. Ok, tiếp tục mình sẽ cho nó một cái mình sẽ cho nó nằm dài đúng không? Cắt đều ra. Thì bây giờ mình sử dụng cái display bằng tiếp tục mình display nó nha, bằng flat. Mình có flat direction. Mặc định của nó là gì các bạn? Flat direction. Direction mặc định của nó là row đúng chưa? Thì mình kể nó, mình cứ ghi đi, không sao hết, không ảnh hưởng gì đâu. Rồi tiếp tục mình sẽ cho nó một tính là justify. Chừng tay đúng chưa các bạn? Bằng cái gì? Bằng center để nó ra giữa đúng chưa? Bây giờ mình không ra giữa, mình muốn cắt đều ra. Thì space around. Around. Oh, nó vẫn chưa ra hết nha. À, các bạn biết tại sao nó chưa ra hết không? Tại vì thằng post social này nó không có width. Rồi cho nó một cái width và 100% này các bạn nhìn này. Đấy nhá, nó cắt đều ra này, và space around của nó này, nó sẽ cắt đều ra khoảng trống này. Được chưa các bạn? Ví dụ như là space between nữa coi. Between. Cái thằng cây này là mình khó chịu quá nha. Đấy, thấy chưa? Sẽ cắt ra nè. Được chưa các bạn? Nó sẽ dính liền, hai thằng này dính liền. Còn đây mình sẽ dùng space around. Around. Được chưa các bạn? Rồi, nhưng mà cắt này là cắt nhiều quá. Bên đây mình cắt ít thôi. Bên đây thì mình cắt này nó chỉ bằng một nửa thôi, đúng không? Giờ đây mình sẽ để max width. À, max width của nó mà chỉ được phép cắt được 50% thôi các bạn. Rồi, 50% thôi. Tại sao mà max width bằng 50% nó lại không nhận? À, đúng rồi, tại vì max width 50% thì nó nhận cả min width là bằng 0 rồi. Thôi để width bằng 50% đi, được chưa? Đó, rồi. Ok, tạm thời cứ nghĩ như vậy đấy nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho cái thằng social này. Tiếp tục là A nha, mình select cái A này. Mình sẽ cho nó cái color, cái màu của nó thành màu đen nha các bạn. Ờ, màu đen là sẽ không không chứ. Rồi, đẹp rồi, tiếp tục mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ cho, có phải là mỗi lần mình hover vô là cái A đổi màu đúng chưa? Thì mình sẽ gọi social đến cái A hover như các bạn. Rồi khi mình hover mình sẽ đổi bên này này, hover vô này, ngoài cái chuyện này lúc mình hover nó xoay nha các bạn, thấy không? Nó xoay này và nó lớn hơn một khoảng một lớn hơn một tí nữa. Thì đây mình để hover vô thì transform của nó rotate xoay là cái gì các bạn? Rotate đúng chưa? Rotate mình sẽ cho một turn như là 360 độ. Các bạn có thể ghi là một turn hoặc là 360 degrees cũng được ở đây chưa các bạn, như nhau. Và tiếp tục mình muốn cho nó bự lên là scale cho các bạn, cứ bấy nhiêu transform một cái liệt kê ra thôi, 1.2 thì coi được chưa. Bây giờ mình đưa cho này không các bạn, nó to hơn không, nhưng mà to một cách cục súc quá. Bây giờ mình muốn cho nó hết cục súc thì transition bằng chấm 3 giây ô như các bạn, cho thì tính cho nó tốc độ nhỏ là easy luôn các bạn. Nhìn này, đấy nó xoay đấy chưa, đấy nó biến cái hành động transition của mình này, nó biến cái hành động của mình diễn ra được hơn nè. Tổng thời gian hành động sẽ ra trong vòng 300 mili giây và nó sẽ diễn ra như thế này, được chưa các bạn. Rồi, ngoài ra cái vấn đề nó xoay như thế này thì mình sẽ đổi màu đúng không? Thì mình sẽ có đổi màu mà ba thằng này thì là đổi màu khác nhau như các bạn. Cái thằng màu Facebook là màu xanh nước biển đậm, thằng này là màu xanh nước biển nhạt và cái thằng liên kia là màu tím đúng chưa? Rồi thì mình sẽ có cái gì đây? Có phải là chấm social network thì tạm thời mình sẽ copy con này nha. Rồi mình sẽ bắt xuống đây thì mình sẽ có hover, hover thằng nào đó là ai giờ mình nhầm rồi, NTHJoy thứ nhất như các bạn là mình sẽ làm cho thằng nào Facebook bây giờ. Và mình sẽ có thuộc tính là hover, được chưa các bạn? Khi mình hover vô đây thì bắt ra này và bắt ra là color như các bạn. Cái color của nó sẽ đổi thành một màu là gì đây? Mình sẽ lấy một cái mã màu là 0000333FF0033FF thử nha. Đây các bạn thấy chưa, nó đổi thành màu màu xanh này. Nhưng mà khi các bạn click vào đây vẫn bình thường, thấy chưa? Đấy. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm gì đây? Cái này mình để 1.2 là 1.2 nhỏ quá, mình để cho 1.315 đi. Thật to hơn tí. Rồi ok. Rồi thì tiếp tục mình muốn làm cho cái thằng màu xanh phía dưới, thằng Twitter thì mình để là try thứ hai và try thứ ba cho thằng Quy Kinh đúng không? Thằng Twitter thì mình sẽ để cái mã màu là 00 FFFF. Cái màu liên kinh sẽ là màu tím đúng không, là 6600cc, 6600cc. Đây là những cái màu mình đã chuẩn bị sẵn rồi nên chứ không phải là mình thuộc cái mã màu đâu. Thì các bạn nhớ là màu xanh nè và màu tím nè, được chưa? Màu xanh đậm. Chưa các bạn, vậy là xong rồi. Vậy là mình đã làm xong cho một thằng bóc rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ làm gì đây? Nhiệm vụ bây giờ mình sẽ làm giấu nó đi đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ giấu cái thằng thằng A thì A đúng không? Cái thằng social thì A nè. Bây giờ không phải mình giấu thằng social, mình giấu như thằng này luôn. Thì mình sẽ có tính là opacity đúng chưa các bạn? Opacity cho cái thằng nào? Opacity cho cái thằng social đúng chưa các bạn? Rồi thì bây giờ opacity cho social thì opacity không nghĩa là nó sẽ mờ căm luôn á, tàng hình luôn á. Còn một sẽ là rõ nhất thì các bạn. Đấy, rồi, giờ này không. Bây giờ mình sẽ bắt sự kiện là khi mà cái thằng social này hover đúng chưa, thì phía dưới này chấm social
hai chấm hover thì chuyện gì xảy ra, nó là thằng opacity. Ồ, opacity nó sẽ lên là một như các bạn này. Đấy thì mình hover vô trong cái, ồ không phải gì, không phải rồi, cái này là khi mình hover vô cái structure nó mới hiện, còn mình muốn là mình hover vô trong cái box luôn này không để nó hiện luôn, không cứ hover vô cái box này nó hiện luôn thì mình sẽ làm như đây, có phải là box chấm box hover thì cái thằng a chấm structure nó hiện lên giống như các bạn này, như là hover vô box này rồi là structure nó hiện lên, thấy chưa các bạn, thấy chưa ấy, nhưng mà cái hiện cái này có vẻ nó cục xúc quá nhỉ. Thì ở lên cái thằng a structure này mình sẽ thử được tính là cái gì, transition bằng chấm ba cây ôn di chuyển nha các bạn, thử này, thấy chưa, nó hiện từ lên này, thấy đẹp chưa. Rồi rồi tiếp tục mình sẽ làm như đây. Bây giờ tạm thời mình sẽ cho cái màu của thằng thằng box này nãy màu đỏ đúng không, thì mình để đổi lại là FFF là màu trắng nha các bạn. Rồi ok chưa, rồi bây giờ mình sẽ cho nó được tính là ok, bây giờ vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ có một cái là cái gì đi. Rồi bây giờ mình sẽ copy thằng box này, bây giờ các bạn mình sẽ pass ra thêm hai thằng ba thằng box nữa nha, là có phải là mình sẽ có bốn thằng box như các bạn. Đây nó sẽ thẳng hàng với nhau vậy đúng không. Bây giờ mình muốn bốn thằng box này nó nằm trên cùng một hàng như thế nào, muốn nằm trên cùng một hàng như thế này như thế nào, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ select cho thằng nào, cho một thằng của người này avatar của mình thì để trống ta, nếu mà avatar mà để trống thì mình thì để trống rồi đâu, không để trống thì mình xóa đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay ngược lên cho mình làm lại nha, mình phải làm kiểu này thì các bạn mới hiểu được là cái vấn đề là mặc dù nếu mà mình code từ đầu tới cuối á, mình làm theo kiểu bình thường á, thì các bạn sẽ khó hình dung lắm, mình phải code trở ngược lại thì các bạn mới hình dung được. Nên bây giờ mình mới code lên đầu nè, bây giờ mình sẽ code thành container nha các bạn. Mình muốn lên cùng một hàng thì sao, display bắn flash như các bạn, rồi xong bốn thằng lên cùng một hàng, dễ dàng chưa. Nhưng mà bây giờ mình muốn cái container của mình nằm ở chính giữa thì sao, thì bây giờ bắt đầu tiếp tục quay trở ngược lên thằng body đúng chưa, thì display bằng class giữa hàng thì sao, justify đúng chưa các bạn, content bằng center, đấy là giữa hàng rồi. Bây giờ muốn vào giữa cột thì sao, align item đúng chưa các bạn, giữa cột là align item bằng center sẽ là giữa cột. Nhưng mà bây giờ tại sao không nhảy vào giữa cột, tại vì cái body của nó hiện tại bây giờ cái hay của nó chỉ là bằng chính của cái thằng container này thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái hàng to lên 100 đi nhá. Vì gì thì xảy ra, đấy nó vào chính giữa cột được chưa các bạn. Thì các bạn cứ nhớ cho mình là cái display bằng flash và justify container center ở loại item center thì nó mất định sẽ vào chính giữa của cái, chính giữa của cái ô đó được chưa các bạn. Và đây là quyết 100% và hay 100% nè, nó sẽ vào chính giữa được chưa các bạn. Đây một thuộc tính canh giữa mà các bạn có thể áp dụng sau này. Tiếp tục mình sẽ làm cái thằng container này nha các bạn. Rồi nhưng mà chưa, body cái gì đây, biến bằng không và biết đi bằng không vậy các bạn. Rồi mình sẽ cho mình đi biết đi bằng không đã. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ làm cái container này, thằng container này bây giờ mình sẽ xử lý nó cho đây. Bây giờ mình sẽ cho nó là biến ray bằng flat đúng không, bây giờ mình sẽ cho nó là flat direction đúng rồi, flat direction bằng round như các bạn. Bây giờ mình muốn này ba thằng nằm một hàng thôi, và cái thằng cuối cùng sẽ nhảy xuống dưới thì sao, nhớ không, nhớ bạn chứ không, cái là gì, flex gì đây, flex flex grab như các bạn. Rồi thì có thuộc tính là grab xuống hàng đúng chưa, được chưa các bạn. Rồi nhưng mà vì sao nó chưa xuống hàng, tại vì bây giờ cái thằng box của mình nè, bây giờ mình thử nha, mình cho nó width bằng, nó width của này bằng 33%, có nghĩa là mỗi hàng thì chứa được ba thằng đúng không. Nhưng mà tại sao có hai thằng mà nhảy xuống dưới rồi, các bạn biết không nhỉ. Thì bây giờ để mình xem qua nha, bây giờ một cái container này mình sẽ cho nó một cái background của nó là màu red nha các bạn. Đây nó đang dư hai thằng nè, thằng này to quá, nó mặc định nó sẽ xuống dưới, thì tại sao mà thằng này nó lại to quá. Ở đây mình sẽ cho nó thuộc tính là từ để mình xem coi cái width này mình sẽ lấy là concrete, mình sẽ lấy 100%, mình sẽ chia cho 3 nha các bạn. Hiện tại đang thừa ra một khoảng này, tại vì cái box mình tùy theo vì nguyên nhân nào mà nó bự hơn. À các bạn biết tại sao không? Nè, tại vì nếu mình bỏ cái binding này, mình bỏ cái binding đi nè. Bây giờ mình sẽ thêm cái background cho này nha, là màu green nha các bạn. Nè, điều gì xảy ra nè? Có phải là đấy, các bạn nhìn nè, bây giờ mình bỏ cái binding đi nè. Là cái màu đỏ nè. Mình sẽ đẩy ba thằng lên, cái màu đỏ nó sẽ bị mất đúng không? Tại vì sao? Tại vì khi mà mình thêm cái bit đi bằng 30 pixel này nè,
thì nó sẽ tự động mặc định, nó sẽ cộng cho, à cộng thêm bốn cái góc của nó, bốn cái cạnh của nó thêm một độ bằng 30 pixel, vô tình nó sẽ đẩy cái độ lớn của cái thằng hạt này nó lớn hơn chưa. Thì cái cơ chế hoạt động của thằng Flexbox á, thì nếu mà nó còn dư khoảng trống một quá ít á, nó sẽ tự động sẽ đẩy cái thằng thứ ba xuống dưới này. Bây giờ thằng mình muốn thằng thứ ba này để chơi nó, thì cái thằng backlink này mình không cho nó cộng ra ngoài, mình sẽ cho nó cộng luôn tổng độ bên trong của nó luôn, như kiểu nó sẽ xoay ngược vào bên trong vậy. Thì ở đây mình sẽ được tính là border, à phải border là box sizing, mình sẽ cho là border box được chưa các bạn? Đấy, và có nghĩa là cái thuộc tính này nó đẩy lên hết chưa, có nghĩa là dù nó có backlink hay là border bằng bao nhiêu á, thì nó sẽ cộng, nó sẽ không bao giờ vượt quá cái diện tích của cái từng cái thằng box này. Vậy thì các bạn không được cộng bên ngoài, chỉ được cộng bên trong thôi. Rồi rồi ok chưa, bây giờ mình đẩy nó lên được rồi. Bây giờ mình cứ nè, bây giờ ví dụ mình chia 4 đây, thì mỗi hàng chỉ được 4 thằng đúng không, mình chia 2 là mỗi hàng được 2 thằng đấy, giờ mình chia 3 là mỗi hàng được 3 thằng, và thằng này tự động xuống dưới đó chưa. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đây, có phải bây giờ mình rồi bây giờ mình sẽ làm cho cái thằng này, bây giờ nó nhảy xuống dưới này, và các bạn nhìn nè, cái thằng này sẽ nhảy xuống dưới, nhưng mà nếu mà có một mình nó thì tự động nó nở ra chiếm hoàn toàn cái hàng đó đúng chưa. Thì cái thuộc tính chiếm hoàn toàn cái hàng đó là gì các bạn nhớ không? À flex gì, flex à flex row ta, có flex row bằng một đấy, các bạn thấy là tự động sinh nở xuống. Ví dụ như bây giờ ok, nó sẽ tự động nở xuống, nở bằng full cái hàng đó luôn, sẽ lấy tất cả diện tích còn trống còn lại, sẽ chia đều cho tất cả các thằng nằm ở trong cái hàng đó, vì cái hàng chỉ có một thằng thôi, nên cái thằng này đã chiếm toàn bộ diện tích luôn các anh nha các bạn. Thì ở đây thay vì mình dùng flex grow thì mình chỉ dùng flex mà auto nha các bạn. Rồi rồi tiếp tục sẽ làm gì đây, mình sẽ bây giờ mình sẽ bỏ cái màu green này nha, cái màu green nào, cái box nè. Rồi ok chưa, mình sẽ bỏ cái background green này đi, để giữ lại background trắng này. Ở đây mình sẽ dùng thuộc tính là box shadow, mình sẽ cho nó một cái shadow lên, mình sẽ cho nó shadow giống như là cái hình bên đây đúng không các bạn, này lúc mà mình chưa đưa vô này nó có shadow này các bạn thấy chưa. Rồi thì ở đây mình sẽ shadow bằng bao nhiêu để mình xem coi, ở đây mình sẽ shadow không biết số, không biết số dính liền tại chỗ này, và mình sẽ shadow cho nó một đoạn bằng bây giờ mình sẽ biển hơn, mình biển đi, bây giờ mình sẽ không biết số, không biết cho 5 số đi, và mình sẽ cho nó shadow một cái màu RGBA, cho cái màu đen mờ nha, không phải không phải không phải 0.5 chấm 6 đi cho phải cái đấy các bạn thấy chưa. Ấy nhưng mà cảm giác chấm 6 thì nó chậm quá, chậm 2 chấm 2 ok, chấm 2 đều là chấm 1 thôi coi. Chấm 1 nó có vẻ đẹp hơn, thì ở đây tùy các bạn thôi, mình chấm 2 đi. Rồi được chưa các bạn, đây mình đã có được những này rồi. Rồi ngoài ra mình sẽ làm sự kiện như đây, có phải lúc mình hover vô thằng nào thì cái thằng đó là nó nở ra đúng không, đấy nó nở ra, nó to ra được chưa. Thì bây giờ mình hover chưa to này, bây giờ mình muốn hover to ra thì sao, mình sẽ xuống dưới thằng bóng này ok chưa, mình sẽ có chấm bóc hai chấm hover, khi hover vô thì transform cứ to ra là scale nha các bạn, bằng một chấm mấy này, 1.1 đi, thử nha, thử nha. Ở đây mình sẽ để transition bằng chấm 3 giây on easy, để cho nó làm động của mình diễn ra một cách thuộc nè nha, đấy rồi thấy chưa, nó nở rồi nè đấy được chưa. Nhưng mà 1.1 của mình có vẻ như là nó còn khá là to nha, thì để mình không biết nữa bên kia là mình đang làm cái box hover của mình là giá trị là bao nhiêu xem nha. À đây mình sẽ có một thằng box hover đây, mình scale 1.02, ôi trời nhỏ thế. Rồi ok, ở đây mình scale 1.02 nha các bạn, ok vậy được rồi, tạo cảm giác thôi được rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ đây, lúc mà nó to lên nè thì có phải độ bóng nhiều hơn đúng không. Rồi ok, thì độ bóng nhiều hơn là box shadow. Thì các bạn ở đây mình sẽ dùng là không biết sổ, không biết sổ dính tại chỗ nè, và mình sẽ cho nó độ nhòe là 10 pixel nha, cái blur của nó ấy. Và mình sẽ cho nó một cái mẻ màu là 0.0.0, cho màu đen luôn, xem những gì xảy ra nha. Hover này các bạn thấy là nó đổ màu này, nhưng mà đổ màu này vẽ có vẻ nó đậm quá nha. Thì ở đây mình sẽ tính là RGBA 0.0.0.0 không chấm chấm mấy các bạn, chấm 6 nha. Rồi chấm 6 thì nó có vẻ ô tự nhiên có cái màu đỏ cho lưng vậy ta, à đúng rồi, tại vì cái này mình chấm 3 không chấm 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 8 đi, rồi chấm 8 đi rồi ok. Mình muốn bỏ cái màu đỏ đi thì các bạn lên chỗ phần container này được chưa, các bạn bỏ cái background red đi nha, bỏ đi. Rồi bây giờ mình có màu đỏ rồi đấy, rồi để thì giờ đẹp chưa các bạn, ấy hover vô đổ màu nè được chưa, cái này hover vô đổ màu nè, rồi nó khá giống như bên này luôn các bạn, giống quá giống luôn rồi, chứ còn khá gì nữa. Rồi
tiếp tục mình sẽ làm gì đây? Như vậy là gần xong rồi. Có phải là bên đây bây giờ mình sẽ copy nha, mình sẽ copy các bạn có thể muốn hình nào các bạn lên Facebook hoặc là lên cái tấm ảnh của các bạn á, các bạn copy ảnh của các bạn và các bạn bắt lại thôi, và các bạn sẽ tạo ra nhiều thằng bot gì đó, đúng không? Thì tạm thời giờ mình sẽ xóa tất cả bot đi và mình sẽ dùng cái bot của mình. Mình có dùng cái bot đã chuẩn bị sẵn nha, mình xóa đi, mình sẽ để lại container thôi nè. Rồi hoặc là các bạn có thể vào trong cái là link copy của mình chèn ở dưới phần description á, các bạn xuống phần description của cái video này nè, các bạn có thể vào trên copy của mình và các bạn dùng ảnh của mình cũng được. Ở đây mình đã mình sẽ copy tất cả các container luôn nha. Rồi mình phải chuyển xe nè, mình xóa đi. Rồi ok, chuyện gì sẽ ra đây, hy vọng sẽ đúng. Đẹp quá, nhưng mà cảm giác như là nó nở đầy luôn, full màn hình luôn như các bạn. Bây giờ mình cũng muốn không muốn full màn hình thì sao, thì các bạn lên container này, các bạn để một cái width cho nó giới hạn lại bằng 90% thôi, mình sẽ để cho nó một cái max width nha. Rồi được chưa, bằng 90% thôi để cho nó không nở quá, cái nở rộng quá nha. Ok chứ các bạn. Nhưng mà hiện tại có một thứ đang xảy ra như thế nào, thôi giờ để 80% thôi, 90% nó hơi to quá. Rồi các bạn thấy được là cái hình của mình tự nhiên nó bị đẩy lên trên đúng không, không biết vì sao nó lại bị như thế này. À mình biết tại sao rồi, các bạn biết không, tại vì mình đang giới hạn của mình. Bây giờ mình đang giới hạn CSS nè, mình body này, mình bỏ cái hay bằng 100% đi, 100% đi đấy, các bạn thấy chưa, mình bỏ cái body bằng 100% đi. Thì các bạn nhớ nha, nhớ lên body bỏ gì mình 100% nha. Hồi nãy mình để chỉ là mình làm mẫu thôi nha các bạn, bây giờ mình bỏ 100% hiện ra này, thấy chưa đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng container này nó margin 30 pixel theo top bottom này, và nó sẽ 0 pixel theo left right, đúng chưa? Rồi ok, thì ở trên đây nó trừ lại một đoạn 30 pixel này, và dưới đấy nó trừ lại một đoạn 30 pixel này, được chưa? Rồi như vậy là xong rồi, nhưng mà cảm giác như bên này nó vẫn đẹp hơn à. Để mình xem coi, nó cũng vậy, cái đầu điện hơn đó. À đúng rồi, bây giờ nó chưa đẹp hơn, tại vì sao, tại vì mình chưa có đổi ra animation, đúng chưa? Thì các bạn giúp mình ở đây, mình sử dụng animation sẽ tạo nhanh nha, chứ mình lười ghi quá. Mình tạo cũng được thôi, nhưng mà mình lười ghi thôi. Thì các bạn giúp mình lên trên animation chấm CSS này, thì ở mình có một cái bài, các bạn lên trên YouTube hoặc không các bạn kiếm tới Coder Tokyo, đúng chưa? Rồi các bạn tiếp tục vô cái phần là vô cái chế có là Tokyo này, qua playlist này, vô cái mục là CSS in practice này, được chưa? Rồi các bạn kiếm cho mình cái bài là đâu mất tiêu rồi, cái bài của mình là đây, how to use WordPress and anime nè. Ở cái bài này mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái thư viện WordPress and thư viện anime CSS nha. Ở đây mình sẽ không nói về cái thư viện này nữa, mình sẽ làm nhanh luôn. Đây cái thư viện anime CSS đây, ở đây là mình sẽ nhấn cho download anime CSS này, mình sẽ kiếm tới cái tên là mình ghi, mình đang dùng cái gì ta, mình cũng không nhớ nữa, mình dùng class là class của mình là gì đây, post in. Ok, mình sẽ tìm kiếm nó. Đây, ở đây thì mình sẽ kéo xuống là cái cây frame mà post in này, các bạn copy giùm mình nha. Copy giùm mình tới đây. Rồi các bạn qua bên cái bài của mình này, các bạn vô CSS này. Các bạn bắt xuống đây nha. Bắt xuống, được chưa? Rồi, bây giờ có phải là lúc mình hover vô trong cái thằng cái thằng post này á, thì cái thằng Rồi, hello các bạn nha, mình đang quay clip thì nó thông báo là hết độ đĩa, là mình quay ra ngoài mình xóa bớt mấy cái clip cũ đi. Rồi ok, nãy mình copy cái animation post in này đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Có phải là bây giờ mình bắt sự kiện khi mà cái thằng post này hover thì cái phải tấm mặt mình sẽ thay đổi đúng không? Nhìn các bạn nhìn này thấy không? Nó bum bum thấy không? Nó bum bum này thấy không? Rồi, thì ở đây mình sẽ bắt sự kiện này. Phải là post hover đúng chưa? Thì thay vì hồi nãy trên đây này là structure thay đổi đúng không? Thì bây giờ cái thằng nào thay đổi các bạn? Thằng avatar thay đổi đúng chưa? Bây giờ để mình xem nữa coi, avatar thay đổi, nhưng mà avatar không, avatar thay đổi, nhưng mà thay đổi nha, thằng image nó sẽ thay đổi cái thể ảnh này. Có phải là mình thuộc tính animation, bây giờ mình sẽ khai báo nó một cái thuộc tính animation có tên là post in, và mình sẽ thay đổi trong vòng 1 giây, mình sẽ cho nó có bán tính cái tê tóc nó sẽ easy nhìn này, thấy chưa nó nở nè, như các bạn. Nhưng mà cái nở của mình không phải rồi, không phải nở cái này rồi, không phải hoàn toàn không phải cái này, là mình dùng cái thằng khác. Quay ngược lại này, xem cho coi, mình dùng cái cái này, cái thằng rubber band này, thì các bạn có nhiều hướng, các bạn tùy các bạn muốn là các bạn dùng. Mình dùng cái thằng rubber band đúng không, mình sẽ tìm kiếm, mình sẽ tìm cho nét, mình sẽ dùng cái thằng rubber band đây này, mình sẽ kéo cái thằng cây frame rubber band này, mình sẽ copy nó để cho các bạn.
rồi mình sẽ bắt thay thế cho thằng box in này nha. Rồi mình sẽ bắt vào đây, mình sẽ khai báo thằng group bên này. Group bên này nằm ở đâu? Group bên này là nằm ở cái thằng ai ở trên đây chứ nhầm. Đây lúc mà mình thay đổi thằng image này sẽ đấy, các bạn thấy chưa, bum bum thế nào, đẹp chưa đấy. Rồi giống như nào đấy, đẹp chưa, đẹp chưa. Rồi tiếp tục mà hiện tại cái của mình này, hiện tại một hàng mình bây giờ mình sẽ làm gì đây, tiếp tục mình sẽ làm ribbon size đúng chưa. Tiếp tục phần dễ dàng nhất, ribbon size còn media must width, mình sẽ đi ribbon size cho chế độ điện thoại trước nha. Must width bằng 600 pixel nha các bạn. Với cái thằng này must width bằng 600 pixel thì mình sẽ cho cái thằng container này, à cho thằng bot này này, mình sẽ thay đổi cái thằng width của nó đúng không, thằng bot rồi đây, thằng bot này mình sẽ thay đổi thằng width nó đúng không. Ví dụ như hồi nãy width bằng chia ba, thằng ba này chia hai này, nghĩa là mỗi hàng chỉ được hai thằng thôi, thấy chưa. Thì tương tự mình sẽ thay đổi thằng width như các bạn, mình sẽ copy thằng này cắt đi, mình sẽ xuống dưới đây, mình sẽ cộng media này, mình sẽ với thằng 600 pixel là độ phân giải điện thoại ở đây nè. Ồ, ở đây cũng khá đẹp nha. Ok, với độ phân giải điện thoại dây thì mình sẽ làm gì đây. Mình sẽ cho cái thằng trong box. Rồi ok, nó sẽ có được một cái width là 100% nha các bạn. Với chế độ điện thoại là mình sẽ cho xuất ra một thằng thôi, tránh gây xuất nhiều quá sẽ gây rối, người dùng sẽ gây trải nghiệm không tốt, không tốt. Đây, thấy các bạn thấy chưa? Với chế độ điện thoại nè, thấy đẹp chưa? Rồi, tiếp tục với chế độ to hơn điện thoại thì như thế nào? Ví dụ như là min width từ 600.1 pixel trở lên thì mình sẽ cho nó chia 2 nha các bạn. Có nghĩa là lớn hơn điện thoại sẽ hiện ra hai thằng giờ. Đấy. Bây giờ tiếp tục mình sẽ cho ở chế độ min width bằng 992 pixel, có nghĩa là ở chế độ tablet của iPad Pro ấy thì mình sẽ cho chia 3 nha. Đây, không này chia 3, và bây giờ mình sẽ cho ở chế độ desktop thì mình sẽ cho nó chia 4 là 1200 pixel đúng chưa? Thì mình sẽ cho chia 4 cho các bạn dễ dàng không? Ui giời ơi. Dùng Flexbox mà nó dễ lắm thế này. Đấy, chia 4 nè. Đấy, chia 3 của tablet nè. Ai dùng máy tính bảng lướt quá thì nó sẽ ra chia 3 như thế này không? Cái hàng cuối cùng nè, chia đều cho hai đứa nè. Tiếp tục chia 2. Đấy, lại tiếp tục chia cuối cùng. Chia 1 cái điện thoại để cho các bạn. Wow. Vậy là xong rồi, đâu còn gì nữa đâu. Rồi tiếp tục mình sẽ làm cái bước cuối cùng của mình, cuối cùng và là cuối cùng, đó là thì làm thêm một cái thẻ image cho đúng không, chèn cái họ cái background của mình vô. Rồi, ok thì ở trên đây mình sẽ tạo gì đây, để mình qua làm xem coi. Ok, cái lên trên này cái thẻ image của cái thằng code Tokyo này được chưa, mình sẽ tạo ở đây mình xem coi, ở đây mình sẽ có một cái div có một cái logo nha các bạn, div có một cái logo như này, rồi copy nha, copy div ở cái class là logo, rồi mình sẽ paste vào đây. Giờ mình paste xuống này, rồi div class là logo này. Ở trong logo mình sẽ làm gì đây, bây giờ mình sẽ select cho logo nha. Cái logo này nằm trên cái thằng container đúng chưa, thì mình sẽ cho chấm logo này được chưa các bạn, nằm trên container nha. Mình sẽ cho nó một cái background, đầu tiên mình sẽ cho cái width nha bằng 100% nha, và một cái height của nó thì bằng 400-300 pixel nha. Và mình sẽ cho nó một cái background bằng màu red này. Đấy các bạn thấy không, tại vì sao thằng này nằm cạnh nhau các bạn biết không, đố các bạn tại sao? Tại vì cái thằng body của mình nè, mình đang display flat đúng chưa, mà flat mặc định của nó là gì, cái direction của nó là bằng draw đúng không, là nên vì đó thằng logo và container sẽ nằm cạnh nhau đúng chưa, tại vì hai thằng này đã nằm ở trong thằng body thì chứ các bạn. Rồi thì bây giờ mình muốn cho nó nằm dọc thì sao, thì this bằng flat direction của cái thằng body đúng không, bằng column thì chứ các bạn. Rồi được chưa, nó nằm lên trên đây này, xích theo cột này, rồi đẹp. Rồi tiếp tục logo mình sẽ có gì đây, background bằng URL UI. Ở trong đây mình sẽ truyền vào một cái đường dẫn, đúng chưa, mình sẽ lên trang facebook.com, mình sẽ vào trang Kodo Tokyo, vào trang Kodo Tokyo này, mình sẽ nhấn cái hình nền này lên, mình sẽ sao chép địa chỉ ảnh đúng không, sao chép địa chỉ ảnh, và mình sẽ pass vào đây nha các bạn, pass vào URL đây hiện ra, rồi nó đã hiện ra rồi, nhưng mà hiện tại nó chỉ hiện cái hình này nó quá to. Bây giờ mình muốn vào giữa thì sao, thì mình chỉ tính center của thằng position đấy. Rồi nó hiện ra rồi, tiếp tục mình sẽ có gì đây, mình cái hay của mình nè các bạn thấy không, nó bị bây giờ mình sẽ có một background bằng cover thì chứ các bạn nè, khi mình cover nó tại sao mà nhỉ, tại sao nó không nhỏ nhỉ? Background size nhỉ, bắt đầu sao bằng cover, nó sẽ tự động cover theo cái thằng div logo này nha, thấy không, nó nhỏ lại nè. Bây giờ mình
càng thu nhỏ thì cover nhỏ lại đúng không? Nhưng mà ở đây nó nhỏ quá mà cái hay của mình nó quá bự nè. Thì giờ mình sẽ cho cái hay bằng 3 chấm số đi. Được chưa? Bây giờ mình xuống cái thằng ribbon size mình làm cho nó nha. Với cái thằng box toàn điện thoại nè thì mình không phải. Bây giờ mình sẽ làm cho thằng logo đúng chưa? Chấm logo. Logo cho đây. Logo của thằng điện thoại thì như thế này đây. À, mình sẽ cho nó một cái hay đúng không? Cái hay của nó là 175 pixel đi thử nha. Đây, thấy chưa? Thấy ở điện thoại này, đẹp chưa? Rồi, bây giờ lên cái cấp cao hơn, bây giờ mình sẽ pass xuống cho cái thằng min width là bằng 601 này. Thì các bạn, 601 thì mình sẽ ước chừng cho nó nha, bằng 225 pixel đi. Rồi, ở chế độ điện thoại như thế này, lên chế độ to hơn ha, cái logo to hơn này. Đấy, nó vẫn không nhỏ. Rồi, ok, lên chế độ 3 điện thoại đi. À, lên chế độ 3 hình thì logo như thế nào đây? Logo của mình thì mình sẽ set cho nó thêm một đoạn là cộng thêm 275 đi. 275 pixel, đấy, đẹp. Rồi nở lên, nếu mà nở mình để giữ nguyên 275 này, bây giờ nó sẽ mất cái khúc logo của mình rồi đúng không? Thì mình muốn không mất thì mình lên 992 này. Cái này 992 mình có logo rồi, mình sẽ lên 1200 đúng chưa? Máy tính này mình sẽ cho nó một cái hay cho nó to lên các bạn. Cái hay của thằng máy tính thì mình sẽ cho nó bằng 350 nha. Rồi kéo lên nè, máy tính này nào 350. Rồi đẹp chưa? Rồi quá đẹp. 350. Rồi máy thì vẫn sai, vậy là xong rồi. 350 pixel. Đâu có tiêu rồi, đâu có tiêu rồi. Thì vẫn xa đây, đúng rồi, 350 cho 370 đi, 375 đi. Nó to to lên tí nữa. Rồi mình lưu lại nha. Rồi cái bài của mình đã làm xong rồi. Rồi ok chưa? Rồi, thấy đẹp rồi, ok. Thì ở các bạn hướng dẫn của mình tới đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hy vọng tất cả sau cái bài lần này thì các bạn có thể hình dung được Flexbox như thế nào. Và biết cách để dùng Flexbox sao cho hợp lý và biết làm animation cho cái thể như thế này đúng không? Rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.